Có bạn Lê Hòa hỏi rằng là có website công ty về chuyển giao công nghệ online cụ thể chi tiết có thể sâu ra được không? Cái này thì rất là đơn giản. Chúng tôi xin kết nối với lại anh Chí Nguyễn quay trở lại. Anh Chí Nguyễn hoặc chị Hương Ly có thể mở cho chúng tôi cái chị Hương Ly đi. Chị Hương Ly là rất là năng lượng. Ngày hôm nay sẽ phải khai thác cái năng lượng của chị Hương Ly. Đó là nhờ chị Hương Ly sẽ mở cái trang kết nối là cái công cụ online của QRI tại trang web của QRI, và chị Hương Ly sẽ giúp chúng tôi nói một chút, bật mí một chút về cái công cụ online này như thế nào. Chị Hương Ly có thể bật Chị mic lên được không? ơi, chị có hot cho em được không ạ? Chị có hot cho em với. Vâng, Vâng, và Hương Ly ạ. ban tổ chức BYT giúp cho chị Rồi, Hương ok Ly. ạ. Em cảm ơn chị Yến và cảm ơn chị Lê Hòa đã đặt ra cái câu hỏi rất là hay ạ. Và ở đây thì một trong những cái lý do mà em lựa chọn Query, bởi vì Query có những cái phần mà chúng ta có thể nói là rất là vượt trội về công nghệ. Thì ở đây em có thể chia sẻ một chút với các anh chị mà còn ngồi lại trong Zoom về những cái phần mà công nghệ mà mình có thể nhận được từ Query. Trước tiên ạ. Trước tiên là khi mà chúng ta đăng ký một cái mã ID, tức là chúng ta ở đây chúng ta gọi là chúng ta đăng ký một cái mã ID với Query, thì chúng ta sẽ có một cái văn phòng online, một cái văn phòng online rất là tuyệt vời. Và cái văn phòng online này nó đồng thời nó cũng là cái trang web cá nhân của chúng ta. Ví dụ như ở đây em có một cái văn phòng online, tức là mình có một cái tên miền là cái domain ấy, nó là query.com. Và cái phần đầu của cái tên miền đó thì mình hoàn toàn có thể đặt tên theo những cái gì mình thích. Ví dụ mình có thể đặt là Query Việt Nam này, hoặc là Query Mỹ này, hoặc là chúng ta có thể đặt những cái từ khóa mà bây giờ ví dụ đang ở trong cái ngành online này mà mọi người hay tìm kiếm, để khi mà mọi người search một cái có thể ra cái trang web của chúng ta. Thì em ở đây là em lấy cái tên là thu nhập trong 5 phút. Để em gõ lại cái đường link này. Đây ạ. Đây là cái trang cá nhân của em. Các chị có thể nhìn thấy cái trang này không ạ? Cả nhà nhìn thấy màn hình em chia sẻ không ạ? Nhìn thấy. Dạ, ok. Để em cho nhỏ cái phần này lại. Và ở đây ấy, thì các anh chị nhìn nhá. Nó rất là tuyệt vời là cái tên miền query.com này này. Cái mà em đang bôi màu ấy này. Thì là công ty họ cấp cho mình. Là hoàn toàn miễn phí, và nó là một cái trang web giống như là kiểu mình nhân bản tự động ấy. Thì ở đây mình có thể đặt những cái tên, những cái tiền tố ấy này, là theo cái ý thích của mình, hoặc là theo những cái xu hướng như em vừa nói. Và các anh chị có nhìn thấy không ạ? Đây nó hiển thị cái mã số cá nhân của em, tên và số điện thoại của em. Cái này là do mình cài đặt thôi, thế nhưng mà nó sẽ hiển thị lên đây. Và ở đây nó sẽ có phần là đăng nhập. Khi chúng ta đăng nhập vào đây thì chúng ta sẽ có bên trong là cả một cái văn phòng, một cái back office của chúng ta. Ở bên trong chúng ta có thể là đặt hàng, chúng ta có thể nghiên cứu tài liệu như cái tài liệu mà anh Rob anh vừa nói ấy, là cái cuốn cẩm nang mà hướng dẫn về cái vị trí superstar ấy. Lên đó chúng ta có thể là download và tải về được hết. Hoặc là những cái slide mà giống như chị Yến chia sẻ kinh doanh, những cái video đều có trong phần tài nguyên của trang web hết. Có nghĩa là thực chất em thấy là cái công việc này ấy, là mình đôi khi là mình không cần phải có người hướng dẫn chi tiết như những công việc mà mình làm như em làm trước đây đâu ạ. Là mình vào mình có thể tự tìm hiểu, và có 1.101 câu hỏi ở trong này mà có các câu trả lời sẵn. Các anh chị hoàn toàn, ví dụ như là mình thắc mắc về vấn đề gì đó. Hương Ly có thể đăng nhập vào trang web được Vâng ạ, trước không? trước khi đăng nhập, Và trước khi em đăng có nhập. thể Vâng, trước khi đăng nhập thì em muốn giới thiệu một chút, tức là mình có thể chia sẻ cái công cụ này cho những cái người khách hàng hoặc những cái người mà quan tâm đến kinh doanh tiềm năng của mình. Đây là cái công cụ đầu tiên ạ. Ví dụ như khi mà các anh chị chia sẻ thì họ vào họ có thể là xem về công ty, xem về trái ma quy, xem về sản phẩm. Ví dụ giả sử em ấn về công ty ở đây ạ, rất là rõ ràng ạ. Ví dụ như các sản phẩm cũng rất là rõ ràng. Và khi mà họ muốn tham gia, họ ấn vào tham gia, giả sử họ ấn vào tham gia, thì ngay lập tức cái rất là tuyệt vời ở đây
có một cái lời chào mừng và ngay lập tức là tham gia với tư cách nhà quảng cáo. Tức là quảng cáo thì ở đây là do cái công cụ Google họ dịch thôi, nhưng mà cái tên của cái vị trí này là tham gia với một cái tư cách là người kinh doanh. Và các anh chị có nhìn thấy ở đây là cái mã số cá nhân của em không ạ? Có nghĩa rằng là khi cái đường link này của em gửi đi thì có thì điều đó đương nhiên là nó là một cái sự đảm bảo rằng cái người khách hàng hoặc cái người mà kinh doanh tiềm năng họ sẽ là cái người mà trong hệ thống của em sau này nếu mà họ đăng ký. Và nó rất là hay là họ hoàn toàn có thể đăng ký không có một cái ràng buộc gì hết, và họ có 7 ngày để họ có thể nâng cấp thành một cái người kinh doanh chuyên nghiệp. Còn không thì họ có thể có để một cái mã ở đấy. Và nếu mà sau khoảng 6 tháng mà họ không mua sản phẩm, họ không làm cái gì đó thì có thể cái mã đó nó sẽ trôi. Thì nó không có một cái ràng buộc gì hết. Đó, thì đấy là cái mà ấn vào tham gia. Còn ngoài ra thì nếu em đăng ký, em đăng nhập vào trong nhá, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là một công cụ rất là tuyệt vời. Em đăng nhập ở đây ạ. Đây, ở đây thì là cái địa chỉ email và cái mật khẩu của em đã lưu sẵn rồi. Thế cho nên là em sẽ ấn đăng nhập. Ở đây nó cũng em ở đây em khuyên các anh chị nếu mà khi dùng những cái trang web này thì mình hãy dùng trên cái trình duyệt Chrome của Google thì nó sẽ có cái tính năng dịch ấy, tự động luôn. Mình sẽ chọn cái tính năng dịch sang tiếng Việt nếu mà mình không làm việc được bằng tiếng Anh. Thì ở đây cái website này của mình là Việt Nam cũng rất là may mắn là một trong 7 thứ tiếng hiện tại chính thức là được query hỗ trợ để dịch những cái tài liệu, tất cả những thứ gì ra bằng tiếng Việt. Thì các anh chị nhìn thấy ở đây nhá, ví dụ đây, vào đây là trình bày cơ hội kinh doanh này, tham gia mạng xã hội này, ứng dụng kinh doanh query, cái web free tour này. Và ở đây là nó có tất cả những cái phần, ví dụ như em tham gia một cái gói, ở đây nó có cái phần đếm ngược cái ngày mà em nhận được thưởng nóng ở đây. Đó. Và đây là cái phần bảng điều khiển chung, mình có thể xem được hết về cái đội ngũ của mình, ví dụ như là người kinh doanh của mình, khách hàng của mình, cái người tiềm năng của mình. Người tiềm năng là gì? Là cái người mà khi lát nữa em sẽ giới thiệu cho các anh chị qua về cái hệ thống mà cái tour du lịch miễn phí. Có nghĩa là cái người đó khi người ta vào tham quan thì người ta gọi là người tiềm năng. Và ở đây là hoa hồng của mình. Mình cũng có thể là kiểm tra được hoa hồng. Đó ạ. Ví dụ như ở đây là em, như của em bắt đầu vào 25 tháng 8. Thì em tổng đến bây giờ là em được là các nguồn thu nhập của em hiện tại là em được 120 đô. Nhưng ở đây hiện ở đây là cái mục này là 60 đô. Đó, đấy là đơn hàng. Thì chúng ta có thể là vào phần đặt hàng này. Đặt hàng ngay, ví dụ chúng ta ấn đặt hàng ngay. Đó, thì ở chúng ta rất là đơn giản, tiện ích. Mình thích cái nào, mình số lượng bao nhiêu mình thêm vào giỏ hàng. Còn ngoài ra là lịch sử đơn hàng có nghĩa là gì ạ? Là tất cả những cái đơn hàng của mình đặt từ trước đến giờ, mình sẽ theo dõi được hết. Giao hàng tự động là cái mà như cái điều kiện mà anh Rob anh vừa nói ấy, là khi chúng ta đạt cái điều kiện này, chúng ta sẽ chỉ cần có 25 điểm, chúng ta duy trì một tháng thôi, thì chúng ta sẽ hưởng được đầy đủ tất cả các thu nhập mà chúng ta có thể là chơi cùng gia đình, đi du lịch không cần quan tâm. Đó, thì cái đơn hàng tự động này, và đây là những cái hóa đơn, những cái voucher của mình. Và phả hệ ở đây là gì ạ? Nó là cái đội ngũ của mình. Đó, ví dụ như trong đội ngũ của em đến bây giờ là có những người này. Và những cái vị trí mở ra này là còn trống. Đó ạ. Đấy, thì và lịch sử khối lượng, tức là lịch sử về cái mua hàng của em. Đó, và cái báo cáo này, lịch sử xếp hạng, lịch sử tài nguyên này, đây là cái phần mà em thấy nó rất là tuyệt vời. Là các anh chị hoàn toàn thực chất là không cần người hướng dẫn, nếu mà mình mày mò một chút là mình có thể vào đây và mình người ta hướng dẫn mình làm cả trên các phương tiện truyền thông xã hội, tức là ví dụ như Facebook, YouTube mình làm như thế nào, sau này người ta cũng hướng dẫn hết. Và đây là các tài liệu các anh chị có thể là xem xét ở đây, ví dụ như tổng quan này. Ví dụ tài liệu giới thiệu sản phẩm các anh chị có nhìn thấy đúng không ạ? 2, 4, 6, 7 thứ tiếng. Tiếng Anh, Pháp, Hindi, Nga, Tây Ban Nha, Tagalog và tiếng Việt. Có nghĩa là nó là những cái thứ tiếng, nó là những cái khối ngôn ngữ mà cơ bản ở trên thế giới. Và Việt Nam thì rất là may mắn là tại sao lại không phải là tiếng Thái hay tiếng Hàn Quốc mà lại là tiếng Việt. Thì đấy cũng là một cái câu hỏi các anh chị hãy cho rằng đây nó là một cái tiềm năng rất là tốt để cho chúng ta phát triển, bởi vì công ty đang rất là chú trọng đối đến với thị trường Việt Nam. Đó ạ. Và phần trình bày cơ hội đây ạ. Ví dụ các anh chị mà muốn trình bày cái cơ hội này cho ai thì mình hoàn toàn có thể vào đây lấy tài liệu và mình lấy được. Đó ạ.
Rồi. Vâng, đấy ạ, à, đây em giới thiệu sơ bộ như thế. Ví dụ ở đây ví dụ kế hoạch trả thưởng. Vào cái hệ thống Đó. Đây đấy là tất cả những cái phần, còn đây nó là một cái sự cực kỳ là đáng kinh ngạc và tuyệt vời, và nó khởi chạy ngày mùng 1 tháng 9 vừa rồi. Đó, và cái hệ thống tiếp thị tour du lịch miễn phí này thì là chắc chắn là công ty họ đã dành rất là nhiều phần tài chính để họ thiết lập cái này. Có nghĩa là ngoài cái trang web ban đầu mà em giới thiệu ra, các anh chị có thể gửi cho khách hàng của mình. Nhưng từ 1 tháng 9 thì chúng ta có thể gửi 40 mẫu website. Và 40 mẫu website ở đây thì được chia thành các lĩnh vực. Ví dụ như là nó là không, thực ra nó giống nhau thôi, nhưng nó sẽ chia thành nhiều chủ đề. Thứ nhất là về cơ hội kinh doanh. Ví dụ cái người mà mình định gửi ấy, mà mình mục tiêu người đó sẽ là người quan tâm đến kinh doanh, thì mình sẽ gửi những cái website như thế này. Đây, các anh chị có thể nhìn đây nha. Ví dụ với đàn ông thì mình có thể gửi những cái Be The Boss này, hoặc là những người nó năng động thì gửi cái này này, phụ nữ này, hoặc là những ai mà đấy, nó rất là nhiều mẫu, nó là các thiết kế khác nhau. Và với những cái thiết kế này thì thực sự là khi gửi cho khách hàng, em đã gửi rồi và trên tin nhắn rồi, nó rất là đẹp. Đó, đấy là về phần cơ hội. Thế còn những ai mà thích về cái phong cách sống thì mình có thể gửi những cái như thế này. Đó, các anh chị nhìn không? Nếu mà khi mà mình gửi như thế này thì nó lại không bị đơn điệu như là khi mình gửi một cái website như ban đầu, một định dạng chung, mà đây là hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là nó cá nhân hóa để mình có thể gửi cho các cái người khách hàng của mình. Sức khỏe và thể hình, tức là ai yêu chăm sóc sức khỏe, ai yêu vận động thể dục thể thao, thì lại có những cái mẫu website cho những cái người thuộc tuýp này. Đó, nam nữ được hết. Và nếu mà ai quan tâm đến trái ma quy, ví dụ như mình đang nói về trái ma quy, mình bảo đây là một cái trái rất là tuyệt vời, như chị Yến nói rằng là nó ở cái vùng Patagonia, mà nó mùa hè thì nó do thủng tầng ozone cho nên là nó tạo ra được các chất chống oxy hóa cao nhất hiện nay. Đó, thì đây là những cái option, những cái lựa chọn để mình có thể gửi. Mà trông các anh chị có thấy không, nó cũng rất là đặc biệt, nó khác biệt so với những cái sản phẩm khác mà chúng ta gửi đi cho khách hàng. Và những ai mà quan tâm về kết quả thì ở đây cũng sẽ có những cái website mà đã được thiết kế về kết quả. Đó, thì cái này nó là cái công cụ mà chúng ta sẽ được sở hữu khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh với query, và hoàn toàn là chúng ta, ví dụ các anh chị có thể tưởng tượng là với một cái người khách hàng tiềm năng, chúng ta có thể gửi và sau đó là chúng ta có thể gửi nhiều mẫu. Nhưng cái này thì nó lại có một cái hay nữa là nếu sau này mình dùng, mình không phải dùng ở cái chế độ mà mình gửi thủ công á, mình làm theo cái kiểu là mình dùng những cái công cụ online để nó có thể tự động hóa được ấy, thì là những cái công cụ này nó là những công cụ rất là hữu hiệu. Và nó hay nữa là khi mà các anh chị gửi cho một người, ví dụ em gửi cho chị Yến một cái trang web về một cái chị xinh đẹp này chẳng hạn, và chị Yến kích vào cái đường link này, chị Yến kích vào cái đường link này để vào trang web, thì chị Yến điền thông tin cá nhân và sau đó là chị Yến vào bên trong và tìm hiểu, thì toàn bộ bên trong sẽ giới thiệu tất cả các cái cơ hội kinh doanh, và trong đó có một cái video mà như các anh chị đã ở ban đầu là chiếu là ông CEO, ông nói về khoảng 20 phút thôi, rất là ngắn. Ông ấy nói về cái cơ hội kinh doanh của chúng ta tuyệt vời như thế nào. Và khách hàng của chúng ta hoàn toàn có thể xem được cái điều đó. Và khi cái điều hay hơn nữa là khi khách hàng xem ấy, thì chỉ cần là đăng nhập thôi thì hệ thống email tự động của Query sẽ gửi báo cho chúng ta biết về cái việc mà có một cái người tiềm năng đang quan tâm đến và đang thực hiện cái chuyến, ở đây gọi là chuyến tour du lịch miễn phí, đi tham quan cái web của bạn rồi. Và cái thông tin cá nhân của họ là số điện thoại, email, rồi tên của họ là sẽ được lập tức gửi qua email cho em Ly. Và lúc đó là em ngay lập tức lúc đấy là em phải làm gì ạ? Em phải liên lạc ngay với người ta trong vòng khoảng 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ để em có thể là hỏi cái sự quan tâm của người ta, tương tác. Và để nếu mà người ta quan tâm hơn, sâu hơn nữa, thì mình sẽ lại bắt đầu điều hướng đưa người ta vào những cái Zoom, mà như cái Zoom này các anh chị vào đây để tìm hiểu sâu hơn về các thông tin. Và nó cũng rất là hay là trên cái phần công ty họ không chỉ gửi email về cho bản thân người kinh doanh như mình đâu ạ, mà chính cái người mà họ vào cái trang web đó, công ty cũng sẽ gửi một cái email chào mừng và có luôn cái thông tin của bản thân Emily ở trong cái email của người đó. Có nghĩa là nếu khi bất kể khi nào trong, các anh chị tưởng tượng nếu với 100 người mình gửi đi, giả sử có khoảng 5 đến 10% những người quan tâm, thì họ đã có thông tin của mình rồi và họ có thể liên lạc với mình. Nếu giả sử họ không tìm được cái website đó nữa, thì họ có thể liên lạc với mình thông qua cái email của họ. Đấy cũng là một cái rất rất là hay ạ. Thì
Em và đội của em đã áp dụng và gửi những cái thông tin về cái free tour này cho rất là nhiều người, cả người quen lẫn người lạ, lẫn những người mà em chưa bao giờ biết trên trên Facebook. Và rất là hay là các anh chị có thể em chia sẻ một chút nhá. Ở đây các anh chị có thể nhìn thấy những cái kết quả ấy mà tạo ra. Em đang nói ở đây là mình làm theo một cách rất là thủ công nhé, mình chưa có cái công cụ gọi là hỗ trợ một cách tự động đâu. Kết quả ở đây, ví dụ đây ạ, đây là một kết quả hôm nay trong trong cái ngày của em, là em đã nhận được đây ạ, một bạn này. Và cái cách em làm với bạn ấy đây, để em cho nó lớn lên một chút được, anh chị có thể nhìn thấy. Đây ạ. Bạn này khi mà em gửi lời mời, em có lập một cái page, em gửi lời mời thích cái trang page, mà cái page trang page này nó trùng với cái trang website của em là thu nhập trong 5 phút. Và bạn đấy đã lập tức là bạn ấy thích và bạn ấy gửi thông tin cho em, bạn gửi tin nhắn cho em. Đó. Đây. Và sau một hồi là em đã gửi đến cái phần cái trang web free tour của mình. Vì bạn này là bạn một bạn rất là năng động. Bạn này thì em biết biết bạn đấy nhưng biết sơ thôi chứ không hề là biết nhau kỹ. Thì bạn ấy rất là thích thể thao, rất là thích tập luyện. Thì em gửi cho bạn ấy một cái trang web như thế này. Đó. Và bạn ấy nói là dạ được thì em sẽ xem từ lúc trưa. Nhưng thực tế là đến tối bạn ấy đã vào xem ạ. Bạn ấy đã vào xem rồi, bạn ấy vào xem thông tin. Và ngay sau đó thì em biết là bạn ấy cũng không rành về tiếng Anh lắm, bởi vì cái video trong đó là nó chưa được chính thức bằng tiếng Việt. Em đã gửi cho bạn ấy cái video bằng tiếng Việt. Đó. Thì đây là những cái bước mà cái công cụ online có thể làm giúp cho mình, thay vì cái việc mà mình phải hẹn gặp người ta một cách thủ công, là mình phải gặp trực tiếp để mình có thể kết nối với người ta. Nhưng ngoài ra thì nó có những công cụ rất là hay nữa mà khi vào đây thì em đã tìm hiểu. Và tại sao em lại chọn Query là một, và tại sao em lại chọn BIT Group? Bởi vì lý do là BT Group là một đội ngũ các anh chị, là các anh chị tập hợp những cái người mà thực ra là rất giỏi trong từng lĩnh vực. Ví dụ như là trong về phần mạng xã hội chẳng hạn, về phần marketing, về phần làm YouTube, về những cái công cụ online, về làm Facebook livestream, làm TikTok, và thậm chí là có những cái anh chị là đang đi đầu trong cái việc mà ứng dụng cái công nghệ trí thông minh nhân tạo, mà bây giờ người ta gọi là AI á, AI ấy. Và cái đó nó sẽ giúp cho mình tạo ra những cái đoạn trả lời tự động cho khách hàng dựa trên những kịch bản đã được thiết lập sẵn. Ví dụ như là giả sử lát nữa em đi ngủ, nhưng mà ví dụ như em có cái công cụ đó, một cái người nào đấy người ta có thể gửi vào buổi đêm, người ta gửi, người ta quan tâm, em không phải thức dậy để trả lời người ta, mà cái chatbot nó sẽ tự động trả lời người ta theo những cái thông tin mà người ta đưa ra. Đó, thì đấy những là những cái công cụ rất là tuyệt vời. Và ngoài ra là bọn em còn được học cái cách mà ví dụ chẳng hạn như làm kênh YouTube như thế nào, và làm như thế nào để mình có thể quảng bá được nó tốt hơn. Thì ở đây nó có một cái chi phí rất là hay. Ví dụ như sau này các anh chị đã sở hữu những cái kênh đó rồi, ngoài cái website của công ty mình hoàn toàn có thể quảng cáo được với Google nhá, thì những cái kênh ví dụ như là Facebook, YouTube, TikTok, Zalo. Zalo nó cũng có phần là Zalo Business, tức là kinh doanh, hoặc là WhatsApp, thì rất là nhiều người nước ngoài người ta sử dụng cái ứng dụng đó, và nó có hẳn một cái WhatsApp Business, các anh chị cứ mày mò và tìm hiểu. Thì mình sẽ dùng những cái chi phí, nếu giả sử mình làm công việc truyền thống thì mình phải cà phê với khách hàng đúng không ạ? Cà phê khách hàng em cứ nói là một ngày mình đủ thời gian mình cà phê với 5 người đi, thì cái chi phí đó hoàn toàn thoải mái cho mình để mình duy trì các công cụ online của mình, thậm chí là ít hơn. Và để tìm kiếm cho mình những cái người mà trên gọi ở trên đây em gọi là thế giới 4.0, có nghĩa là mình chả biết người ta là ai cả, nhưng người ta là những người có nhu cầu, và những cái người này họ sẽ tìm đến với mình thông qua những cái công cụ mà mình quảng cáo, thông qua những từ khóa mình quảng cáo mình đưa lên, không phải bằng cách là mình vất vả mình phải đi gọi điện cho những cái người mà người ta thực sự không có nhu cầu, mà mình phải làm phiền người ta để mình bảo rằng là kinh doanh với em đi, hoặc là dùng sản phẩm này với em đi, chào mời bán hàng. Bên này thì em rất là hạnh phúc, bởi vì tại sao em không hề phải bán hàng từ ngày đầu tiên em vào đến bây giờ, và đây đến bây giờ, mà em chỉ có tập trung là em phát triển cái kỹ năng online của em, làm sao mà có nghĩa là kỹ năng là copy và dán đấy ạ, để mình có thể là mình gửi được đi nhiều người nhất có thể, mình tiếp cận được nhiều nhất có thể. Và sau này khi mà có những công cụ mà
hoàn thiện về chatbot, về những cái trả lời tin nhắn tự động, thì em nghĩ chắc chắn là hệ thống sẽ bùng nổ ạ. Và cái kết quả kinh doanh nó sẽ là không thể nào mà tưởng tượng được. Nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Và đấy là cái điều mà, đấy là cái lý do em trả lời cho câu hỏi của chị Lê Hòa. Không chỉ là về website đâu ạ, mà về các công cụ online.